Xin chào bà con nhá. Thì tập hôm nay thì tôi sẽ đi đây, đang đi về Khe Sanh đây. Từ Khe Sanh là tôi sẽ không đi đường Hồ Chí Minh Tây nữa. Tôi sẽ ngoặt ra Đông Hà, Quảng Trị để đi đường 1. Tết tôi sẽ không đi nữa, tôi sẽ dừng chân. Đặt vé máy bay thì trước là cũng tính là đi về nhà. Nhưng mà hiện tại là tôi sẽ không về nhà nữa. Năm nay là tôi sẽ ăn Tết ở một nơi xa. Nhưng mà cũng chưa biết là ăn Tết ở đâu cả. Tôi đang nghĩ là một là Đà Lạt này, hai là miền Tây, ba là Phú Quốc. Thì tôi giờ tôi đi thêm 1-2 hôm nữa tôi sẽ suy nghĩ rồi tôi sẽ đặt vé máy bay rồi đi ăn Tết nơi xa. Cũng lâu rồi không ăn Tết ở một nơi xa. Thì có năm 2017 khi đấy là ăn Tết ở Bangkok, Thái Lan thôi. Thì cũng năm nay cũng muốn thử ăn Tết ở xa cái. Tí nữa là đến Khe Sanh rồi. Cái hồ này tên là gì nhỉ cu nhỉ? Hả? Không biết à? Rộng mênh mông. Bên này. Nhà ở đâu? Ừ. Đây, tôi đang đi trên đường về Khe Sanh thì đến đây thấy chị bán mấy cái đồ nướng này ngon quá. Giờ cũng 3 giờ chiều thôi nhưng mà tôi thấy đói rồi. Hay lấy cái này cho nhìn nó mới mới. Bán này là để bán ăn chiều chị. Vâng, bán cho những người công nhân đi làm về người ta mua về ăn. Vâng. Cơm. Đây, tôi sẽ ngồi ở đây tôi ăn gì. Cái này là rồi gì chị? Rồi heo đúng không? Đấy, tôi cũng tiện vừa ăn vừa tải cái tập 102 lên cho tối nay cho mọi người cùng xem đây. Rồi heo này. Chị cho thêm cả mấy cái lá mơ lông này, rồi lá rau thơm này. Cuốn cùng cái này đây. Cái nước chấm này chị làm từ cái gì ấy chị? Chị đâm muối xả thôi. Muối xả, đây chị đây. Bán theo người miền Trung là mình bán theo cái phong tục của ta, đây người ta ăn vậy. Dạ. Ngon quá. Nóng hổi. Đến Khe Sanh bây giờ ta. Tôi đang đi về Đông Hà đây. Cách Đông Hà hơn 60 cây. Tối qua ngủ nhà anh Tí. Cả cô. Anh Tí đây mọi người đây, cô mẹ anh Tí. Nhà anh Tí trồng nuôi nhiều cây cảnh không? Đây, đẹp không? Cây này gọi là cây gì anh? Hoa ngũ sắc ấy. Hoa ngũ sắc. Tất cả đều là hoa ngũ sắc hoa luôn sắc à? Hoa ngũ sắc là vậy. Vui. Tôi mới vào nhà anh Tí cái là đã thấy nhiều cây này là thích luôn này. Vừa hai anh em cũng đi cà phê cà pháo xong chuẩn bị chia tay. Đây là hoa đá anh nhỉ? Sen đá. Nhiều cây. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ. Đây cháu chuẩn bị cháu đi đấy ạ. Dạ. Rồi em đi đây. Dạ. Thì đến Đông Hà là đến quốc lộ 1 đấy. Đấy thì đường xuống đây thì bây giờ là chỉ xuống dốc thôi, từ trên núi xuống quốc lộ 1 mà. Đằng sau vẫn là sương mù, bây giờ là hơn 8 giờ. Khe Sanh là see you again kìa. Hết địa phận Khe Sanh rồi. Xuống núi cái là đi đúng là dễ dàng thật, đi toàn xuống dốc kìa. Cảnh chỗ này cũng khá đẹp. Có cái bản làng nho nhỏ ở đây. Đi qua con suối này đây. Hướng trên này đâm xuống đây. Qua con suối là đến chỗ này chắc là của người Vân Kiều à. Thì tôi cũng thấy nhà sàn, toàn nhà sàn nữa. Có chỗ này là nhà xây thôi này. Nhìn cái làng cũng xinh xinh ha. Bao quanh. Đấy. Con suối chạy bao quanh. Mà suối này nhìn có vẻ cuối nguồn nhìn hơi đục với bẩn. Xe chạy quá trời.
Chỗ này là gần cửa khẩu Lao Bảo mọi người. Trường mầm non số 2 Đa Krông, thôn Kupua. Đằng xa trước mặt kia có cái bản làng cũng đông dân này, mong sao là có chỗ nào mà bán đồ ăn này. Mình lấy từ trên rừng về đây à? À dạ. Chú rừng. Ờ chú rừng ngon nhâm rượu. Dạ. Ờ đây cũng đây người khác mua nhâm rượu. Dạ. Ờ. Đây phơi để phơi cho khô. Vâng. Phơi khô họ bán một căn 50. À thế. Ờ căn 50 ngàn phơi khô. Đây họ bán buông còn tươi. Ờ. Đây là ăn này. Cái gì đây? Đây là bắp chuối, bắp chuối đi. À bắp chuối rừng đấy. Ờ. Đây, qua đây là 10 ngàn. À. Ăn là xào hay nấu hay luộc anh? Luộc cũng được, xào cũng được, được khi luộc đó. Luộc cho chín rồi mà xào cũng được, làm canh cũng được, ngon. Hôm nay là của gì anh? Sâm, sâm. Sâm. Ở nhầm riêu đó. Dạ. Cái gì ở hả cô? Sâm cao, sâm cao. Sâm cao? Vâng, sâm cao. Dạ. Sâm cao cũng là để ngâm rượu hả cô? Dạ. À, hai loại sâm hả? Ờ, bên đây là sâm dây. Vâng. Ờ. Sâm dây, sâm cao. Bên đây bộ mọng. Bộ mọng. Ừ. Ren, ren bộ mọng. Ren nhá, ren uống á. À. Ờ, ren uống bộ máu. À, bộ máu. Ờ, dâm rượu cũng được. Dạ. Bên đây sâm cao khô. Vâng. À trên kia có quán ăn không nhỉ anh nhỉ? Dưới đó đi đó đường khoảng 2 cây số nữa. À đấy ạ. Dạ. Đi đang rong nữa, đang rong cao treo đây. Dạ. Tôi đã đến cái quán ăn đây. Thì đây là đằng sau cái quán ăn. Giữa thủy điện Đa Krông với cả cầu Đa Krông ở đây. Vừa ra vào đây rửa mặt tí. Lụt bão ở tỉnh đúng không? Lụt bão em ở Sơn La. Đi bộ đi đường không? Em đi đường gì nhỉ? Đèo Sa Mù à? À đi đường Sa Mù đi. Dạ đúng rồi. Xem mình ngược lại đi. Dạ. Bánh à, cái vừa chị nói món gì ta? Cháo bột cá lóc. Ừ, đây là món cháo bột cá lóc mọi người. On my way home. Stumbling on the pavement, yeah, yeah. No sleep in my body, last night got me wasted, yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound, yeah, I'm pretty sure. If I fall down and don't get up, nobody would care, yeah. Don't wanna be alone anymore. Chỗ ăn trưa đấy không có chỗ nào nghỉ trưa thì bây giờ tôi đi tiếp thêm một đoạn. Đây, tìm được một góc cây tre đây. Góc cây tre view nhìn ra suối ra sông à, ra suối đây. Đẹp không? Mấy gió mát. Nó sướng thật. Thôi giờ ngả lưng ở đây một tí nào. Đằng xa dưới đây đây tôi thấy có hai chị đang không biết đang đào đất, không biết đãi cái gì ta. Hay là đãi đấy, thấy xúc đất cả, xong đãi cả. Đào hay đãi cái gì đấy. Ở dưới đấy thì chắc là cũng chả có cây gì mà đào. Hay là đãi vàng ta. Hai chị ở đây nhá. Đằng xa kia nữa có một chị đấy nhá. Có khi lại đãi cát tìm vàng này. Càng đi vào trong thì thời tiết càng nóng hơn mọi người ạ. À, những cái dãy núi đây, đằng xa đây là người ta đang khai thác đá này. Cả một
tôi nghĩ là chắc là cả cái mấy cái dãy núi này là người ta sẽ khai thác hết đấy. Đấy, từ quả núi này sang quả núi kia đến đây. Ngày mai là tôi sẽ đến Đông Hà của Quảng Trị. Hôm nay gần đến đây thì gặp em Tún, em mới cũng nhận ra em mời về nhà. Đấy, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Giờ là đến vâng. Thì em đây với cả ông bà, với cả em trai của em Tún. Đấy. À, bà thì vừa nấu cháo gà mọi người. À, hấp dẫn. Cháo gà đây. Chấm này. Đấy, cháo gà. Đấy, đấy, đấy cháo. Người con trai nấu rất ngon. Tình cảm đấy. Dạ. Rồi. Cháu nhìn quá hấp dẫn luôn đấy. Bên cạnh đây thì có bán nước chấm nữa thì nếu thấy nhạt thì nhạt thì xin vào. Đấy. Tùn đấy, cái miếng cây mạ cái à. Bộ đó mạ. À. Do hôm nay tôi vẫn bị ảnh hưởng một chút gì đó sức khỏe từ hôm mà đi tập 104. Tôi đi leo đèo Sa Mù ấy. Hôm đấy là leo bên dốc bên chỗ cắm trại thì là trời lạnh, đi thêm một lát là trời lạnh có sương. Sang đèo bên kia cái là không khí nóng nóng bỏng da luôn ấy. Thế hôm đấy là hôm nay sau hôm đấy là người tôi vẫn thấy mệt mệt. Thì hôm nay tôi đã xuống dưới đồng bằng để đi về Đà Nẵng để nghỉ Tết. Đấy. Chỗ này tôi đang đi, đây là xã gì, làng gì, xã gì, huyện gì em nhỉ? Làng Phúc Lộc. Làng Phúc Lộc. Xã gì? Châu Thuận. Huyện? Châu Phong. Huyện Châu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đấy. Thì đến đây tôi gặp em Hiếu với cả em đây. Hiếu đi với tôi là cách đây đi bộ từ chiều đến bây giờ là tầm khoảng 7-8 cây rồi. Để đi bộ về nhà bạn của Hiếu. Tí nữa là gọi là em Nhật. Hai nhà em gần nhau thì em Hiếu bảo là em đi bộ với tôi. Từ đấy đến về tận đây. Bây giờ là đến đầu làng của nhà em đấy rồi. Mai là tôi sẽ đến địa phận của Huế, ngày kia là sẽ đến thành phố Huế. Thì làng quê của em đấy cũng là lá giống quê của tôi. Vẫn trên đường đang đi về nhà em đấy thì từ lúc đi giờ cũng gặp nhiều đèn chùa thì trang trí kiểu này nhìn đẹp không? Rồng phượng uốn các kiểu. Đấy, Quảng Trị, đặc biệt là khi vào Huế ấy, những kiến trúc như thế này thì lại càng nhiều hơn. Đấy. Đấy, trên kia mọi người nhìn này, cái đánh cá đang câu cá này. Tôi có cái mũ đây, cái mũ giống hệt của tôi luôn. Không biết là câu chuyện như thế nào nhỉ. Thấy có vị vua này, với mấy quan lại này, đến nói chuyện với ông đánh cá kia kìa. Đi từ đầu làng đến cuối làng nhưng mà tôi đã thấy cái đèn này là cái đèn thứ 3 rồi mọi người. Đây cái đèn đúng không ạ? Đây sắp đến nhà của em Hiếu rồi. Đây gần nhà các em đấy nó có ngôi chùa, chùa tháp mọi người ạ. Chùa tháp giống của bên Myanmar kìa. Đây mọi người nhìn thấy cái đỉnh tháp kia không? Đấy. Đây chùa tháp. Lâu rồi không thấy chùa này, hồi trước đi bên Myanmar thấy nhiều, toàn ở chùa này thôi. Đây cả bên này nữa này. Ở đi, đợi anh tí anh vào cái. Ôi, đẹp không? Cột, đây cửa đi vào đây. Trạm tiết hoa văn đẹp không?
Đây. Ủa thế sao lại ở đây lại có cái chùa kiểu Myanmar này em? Dạ. Cái thứ là ở đây thầy xây. Hả? Đây cái chùa này có thầy xây á. Có thầy? Dạ. Thầy là bên người Myanmar hay là người Việt? Dạ người Việt. Dạ à. Qua học tiếng về. À thầy người Việt qua Myanmar học tiếng. Xong là về đây xây chùa. Đây mọi người. Sư thầy giờ có nhà không ta? Không. Đẹp nhờ. Ui giời, ta đoạn như là mấy nơi. À đây tôi đã đến nhà của em Nhật đây. À, đây những em này là bạn của em Nhật, học cùng em Nhật đấy. Cho các em cũng đến chơi. Tối nay sau tôi sẽ học đấy. Đây nhà Nhật bán những cái đồ điện, nước rồi các thứ. Nhà em Nhật thì bán những đồ đây ống nước rồi là điện nồi cơm điện này, bóng đèn này, các thứ nó khác này, dây ống nước này, sơn này. Là bố của em Nhật đây. Thì chú cũng chạy cả xe nữa. Ngại. Đây mẹ của em Nhật đây, là cô đang chế biến đồ ăn. Gian bếp luôn ở trong này. Đây bữa tối đây mọi người. Đây là món gì Nhật nhỉ? Dạ, canh cá. Canh cá. Thịt bò. Canh cá thịt bò. Rồi, đây là thịt lợn luộc này. Cá. Cá cam. Cá cam. Dạ. Cá cam. Cái này là cá biển hay cá gì hả chú? Cá biển, cá biển. Dạ. Trứng. Rồi. Rồi, chú mời cả nhà. Dạ. Em mời anh cơm. Ôi, mẹ mẹ với em đâu? Dạ, là ăn xong có đồ. Em Nhật cũng biết tôi khá lâu rồi, từ hồi mà tôi còn chưa cả chơi TikTok cơ. Cái lúc đấy là mới đầu, tôi vẫn ở Sapa, tôi có đăng một cái bài viết của tôi trên Facebook. Thì em biết tôi từ hồi đấy. Thì đến bây giờ là cũng khá lâu rồi, trước cả TikTok. Rồi em cũng xem từ tập 1 cho đến tập 104 trên YouTube luôn. Đúng là fan này là còn cứng hơn nữa đấy, đấy. Biết khá lâu rồi. Em không có bỏ sót tập nào của tôi cả. Nói chung là ở đây cũng có nhiều anh, nhiều chị, nhiều em, rồi nhiều cô dì chú bác cũng đang xem clip này là cũng không bỏ sót tập nào đúng không? Tôi biết điều đấy. Nói chung là tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Thế thôi, chỉ biết cảm ơn thôi, không biết nói cái gì thêm cả. Đây tôi đang đi con đường để ra thành cổ Quảng Trị đây. Đường cực kỳ dễ đi luôn. Thì đi qua đây có cái mấy cái lô cốt này mọi người. Thời xưa chắc là chiến tranh rồi là vào trong đây. Đây có mấy cái lỗ để nhìn ra kìa. Một cái, hai, ba, đến đây là bốn này. Bây giờ đi về thành cổ của Quảng Trị nhá. Chào mấy đứa. Ừ đúng rồi. Ui cá đẹp thế nhở. Đi học về hay sao? À chú xem nào. Thích chơi cá cảnh à? Dạ. Thế hôm nay có phải đi học không? Dạ. Hôm nay phải đi học không? Phải. Ui cá đẹp thế. Đây chú xem. Đây là cá ba đuôi đúng không? Dạ. Cái gì đây? Ui nuôi cả rùa luôn cả. Thế nhà còn nhiều những con này không? Nhiều. Dạ, yeah, ôi, đây chú xem con rùa này. Thế con rùa này cho nó ăn kiểu gì? Cho nó ăn nó
Thế học này thời gian đâu mà đi bắt mấy con lòng lọc với cả... Học một buổi. Học một buổi xong là chiều một buổi là đi bắt lòng lọc với cả ấy đúng không? À, hồi nhỏ chú thích nuôi cá cảnh cực luôn đấy. Bây giờ là chú chưa có ấy, không có thời gian để nuôi cá đâu. Ký. Úi à. Ừ. Sao không, có máy ảnh không hay là chú cho mình chụp ảnh luôn? Ừ. Ký à? Ừ rồi, ok. Mày là bao nhiêu tiền đây? 100.000. Thế xin tiền bố mẹ mua cá này bố mẹ có cho? Có cho luôn đúng không? Cả cá cả rùa là 100. À. Rồi, cố gắng học giỏi nhá. Đã bắt tay. Rồi. Ừ, chú đóng cái này cho. Có cho rùa vào đây không? Cẩn thận rùa đó. Rồi. Cho chú. Ờ đi nha hai đứa. Ờ. Nếu mọi người có yêu thích cuộc phiêu lưu này thì có thể bỏ ra 3 giây để đăng ký theo dõi chuyến đi này của mình. Rồi cảm ơn.